tạp chí Tiêu Điểm. Những cuộc khẩu chiến ngoại giao nảy lửa giữa Canberra và Bắc Kinh cùng những đòn trả đũa trực tiếp của Trung Quốc lên nền xuất khẩu thương mại của Úc vẫn chưa có dấu hiệu lắng dịu và được đàm phán ôn hòa. Trong bối cảnh đó, Úc và Trung Quốc lại tiếp tục mở cuộc chạy đua ráo riết hơn bao giờ hết để tranh giành tầm ảnh hưởng của mình lên khu vực Nam Thái Bình Dương. Nếu như nước Úc coi các đảo quốc Nam Thái Bình Dương là những láng giềng vốn có mối quan hệ bang giao tốt đẹp từ lâu, thì trong hơn hai thập kỷ qua, Trung Quốc coi các đảo quốc là một trong những nơi lý tưởng thực hiện giấc mộng bá chủ thế giới của mình. Cụ thể, bức tranh toàn cảnh cuộc chạy đua đối trọng giữa Úc và Trung Quốc tại khu vực Nam Thái Bình Dương diễn ra như thế nào? RFI Tiếng Việt mời quý vị lắng nghe những tổng hợp và đánh giá của luật sư, nhà báo Lưu Tường Quang. Ông có mối quan tâm đặc biệt đến các vấn đề chính trị, ngoại giao tại Úc và các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Ông là cựu trưởng nhiệm SBS Radio, một cơ quan truyền thông văn hóa đa nguyên của Úc Châu. Thưa ông, nếu như mà chúng ta điểm xuyết qua lịch sử thiết lập ngoại giao, đặc trưng mối quan hệ giữa Úc và các đảo quốc Nam Thái Bình Dương là gì và nó có ý nghĩa đặc biệt như thế nào đối với vấn đề an ninh quốc phòng của nước Úc ạ? Xin chào cô Hoàng Hằng và kính chào tất cả quý khán giả của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI. Trong lịch sử, nước Úc và các đảo quốc Nam Thái Bình Dương đã có cái bang giao tốt đẹp từ rất lâu rồi. Trước năm 1999, Nam Thái Bình Dương là vùng tương đối ổn định, không có sóng gió. Nhưng mà từ năm 1999 trở đi là thời điểm mà Bắc Kinh bắt đầu chính sách vươn ra toàn cầu. Nước Úc buộc phải có những phản ứng. Đặc trưng của mối quan hệ, nói một cách tóm tắt, nước Úc có một chương trình kết hợp nâng cấp trong liên hệ với các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Theo đó, thì cụm từ mà nước Úc hay là nhóm chữ mà nước Úc dùng chính thức là đối tác được lựa chọn, tức là partner of choice, có nghĩa là nước Úc tôn trọng sự độc lập của các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Và dù là những nước rất nhỏ, nhưng nước Úc muốn các quốc gia Nam Thái Bình Dương chọn mình làm đối tác. Tất nhiên ngoài kinh tế và thương mại, vấn đề an ninh quốc phòng tại Nam Thái Bình Dương với các đối tác Nam Thái Bình Dương cũng rất quan trọng. Nó không chỉ quan trọng cho nước Úc, mà còn cho quan trọng cho các nước khác như New Zealand, như Mỹ, Nhật Bản và ngay cả nước Pháp. Trong bối cảnh đại dịch thế chiến, Nhật Bản tất nhiên là quốc gia thù địch của nước Úc. Nhưng trong bối cảnh của năm 2021, thì Trung Quốc lại là nước có sự cạnh tranh và lại là nước có thể đe dọa nước Úc được. Được cho như đòn trả đuổi gián tiếp camera và lợi dụng sự liên minh lỏng lẻo giữa các quốc đảo Thái Bình Dương. Chúng ta biết rằng, trong thời gian qua, Bắc Kinh thiết lập mối quan hệ gần gũi hơn nữa với chính quyền các đảo quốc bằng các dự án viện trợ có kinh phí lớn. Cụ thể, Trung Quốc thực hiện những dự án trọng điểm nào trên Thái Bình Dương, thưa ông? Tại vì ông Tập Cận Bình coi các đảo Nam Thái Bình Dương là phần nối dài của kế hoạch gọi là đường tơ lụa hàng hải mới, bắt đầu từ Nam Hoa, đi qua Biển Đông, rồi đi vào vùng các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Bắc Kinh có kế hoạch xây dựng hạ tầng cơ sở, đồng thời có sự vận động rất mạnh mẽ về phương diện sử dụng quyền lực mềm, tức là soft power, để chinh phục hay thuyết phục các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Thứ nhất, làm thế nào để cho các đảo quốc Nam Thái Bình Dương có thể xoay chiều, công nhận và thiết lập mối quan giao với Bắc Kinh thay vì với Đài Bắc? Đây là một trong những mục tiêu quan trọng của Bắc Kinh nhằm cô lập hóa Đài Loan. Thứ hai là Trung Quốc thiết lập những mối quan hệ quan trọng với các đảo quốc Nam Thái Bình Dương, đặc biệt là với những chương trình xây dựng hạ tầng cơ sở để gọi là giúp đỡ Nam Thái Bình Dương. Chương trình này được thảo luận đôi khi rất sôi nổi. Có người gọi đó là một bẫy nợ, tương tự như sáng kiến vành đai và con đường. Cũng có người khác cho đó là một cái cử chỉ cao đẹp của một cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới. Quan trọng hơn thế, Trung Quốc có vẻ như đang thực hiện kế hoạch tại Nam Thái Bình Dương tương tự như kế hoạch của Trung Quốc tại Biển Đông, tức là thiết lập những hạ tầng cơ sở kinh tế có thể sử dụng được về phương diện quân sự. Cụ thể, cách đây không lâu, Trung Quốc đã xây một phi đạo trên đảo Canton thuộc nước Kiribati để gọi là để giúp nước này phát triển. Bởi một điểm quan trọng là việc cái vị trí này nằm giữa đường từ Hawaii của Mỹ đến Úc và là một sự đe dọa đối với nước Úc. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng nâng cấp một phi trường nhỏ gọi là Momote Airport gần đảo Manus, Papua New Guinea với phi trường Momote.
Trung Quốc có khả năng dò thính, quan sát, theo dõi các hoạt động của nước Mỹ và nước Úc. Ngoài ra, tại hội nghị thượng đỉnh, tức là diễn đàn kinh tế châu Á-Thái Bình Dương, vừa được tổ chức tại Papua New Guinea năm 2018, thì ông Cập Bình còn vận động mạnh mẽ để ký thỏa hiệp dưới hình thức bản ghi nhớ MOU với nhiều nước như là Vanuatu, như là Fiji, Samoa, Papua New Guinea, Tonga. Riêng đối với nước Vanuatu, một nước rất nhỏ, Trung Quốc đã chi 60 triệu đô la để làm công tác điều tra, khám xét trong trường hợp chuyên chở hàng hải bằng Container Inspection Equipment Project. Tương tự, một viện trợ khác dưới hình thức MOU của Trung Quốc trị giá 70 triệu đô la để nâng cấp hạ tầng cơ sở tại hai đảo nhỏ là Tena và Malekula, cũng của Vanuatu. Tất cả động thái đó nhằm vào mục đích gây ảnh hưởng rất lớn đối với các đảo quốc nhỏ tại Nam Thái Bình Dương. Thêm vào đó, Bắc Kinh không chỉ có sự cạnh tranh đối với các quốc gia phương Tây mà còn có sự cạnh tranh ngay cả với Đài Loan. Bắc Kinh và Đài Bắc đều chi ra số tiền khá lớn trong vấn đề giữ gìn ảnh hưởng của mình tại các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Một mặt, đây được coi là một sự đối trọng là sự hiện diện của Mỹ và của Úc. Nhưng mặt khác, trong thực chất, nó vẫn còn là một sự đe dọa cho nền an ninh của nước Úc. Khi nhận thấy sự ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Bắc Kinh ở Nam Thái Bình Dương, chính quyền của ông Scott Morrison làm những gì để củng cố hơn nữa mối quan hệ láng giềng vốn có với các đảo quốc, đồng thời đảm bảo an ninh quốc phòng cho nước Úc ạ? Nước Úc cố gắng cải thiện bang giao với các đảo quốc Nam Thái Bình Dương bằng chính sách gọi là Pacific Step Up, có nghĩa là nước Úc muốn nâng cấp, nâng tầm quan hệ thân hữu với các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Với chính sách này, Canberra hứa viện trợ cho các đảo quốc 500 triệu Úc Kim trong 5 năm để phát triển năng lượng và tái tạo. Hiện giờ nếu mà tính cái số tiền viện trợ mà nước Úc dành cho Nam Thái Bình Dương thì thật sự nước Úc là đối tác rất quan trọng so với Trung Quốc và Đài Loan. Cụ thể, theo ngân sách năm tài chính 2021-2022 mà Bộ trưởng Ngân số của Úc Châu là ông George Frydenberg công bố vào ngày 11 tháng 5 2021 vừa qua, thì nước Úc đã dành ra 1 tỷ 400 triệu Úc Kim Úc để viện trợ cho các đảo quốc Nam Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, trong bối cảnh địa lý chính trị, nước Úc không thể đơn phương đối trọng là sự ảnh hưởng càng ngày càng lớn của Trung Quốc, mà cần đồng hành cùng với các quốc gia dân chủ khác dưới hình thức đa phương. Nước Úc là một thành viên lâu đời của nhóm gọi là Five Eyes của tứ cường kim cương, thì đồng ý viện trợ cả 1 tỷ đô la để giúp Nam Thái Bình Dương có những vaccine cần thiết để chống lại đại dịch COVID-19. Ngoài ra, Úc còn tham gia vào một tứ cường khác mà ít khi chúng ta được nghe tới, đó là sự hợp tác giữa Úc, Mỹ, Pháp và New Zealand. Cuộc chạy đua xác lập mối quan hệ bằng viện trợ vào các quốc đảo Thái Bình Dương của Úc và Trung Quốc làm cho chúng ta liên tưởng đến một chiếc cân thăng bằng. Nếu vậy, theo ông, cán cân này sẽ có xu hướng nghiêng nặng bên Canberra của ông Scott Morrison hay Bắc Kinh của ông Tập Cận Bình ạ? Hai bạch thư hay là sắc trắng về quốc phòng năm 2016 và bạch thư hay là sắc trắng về ngoại giao của nước Úc năm 2017. Cả hai đều nói rất rõ ràng là quyền lợi chiến lược của nước Úc, đặc biệt bao gồm Biển Đông và Nam Thái Bình Dương. Trong đó, các đảo quốc mà nước Úc vẫn có cái quan hệ tốt đẹp từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, như chúng ta đã nói, nếu một mình nước Úc đối phó với Trung Quốc, nước Úc không đủ sức để giữ được thăng bằng. Nhưng mà trong thực tế, để giữ được quân bình, theo hướng có lợi cho mình, thì nước Úc phải hợp tác, đồng hành với các quốc gia dân chủ khác như Nhật Bản, Pháp, và đặc biệt là với New Zealand và với Hoa Kỳ. RFI tiếng Việt xin cảm ơn luật sư, nhà báo Lưu Tường Quang.